Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ 14 thường niên. Lời Chúa thứ tư sau Chủ nhật thứ 14 thường niên, ngày 7 tháng 7 năm 2021. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ tư chúng ta được mời gọi nhìn lên Thánh Giuse và cầu nguyện cho các gia đình. Có nhiều anh chị em đến ngày hôm nay đã nửa năm, đặc biệt kinh Thánh Giuse, mà vẫn còn cứ thắc mắc về 15 cách để được ân toàn xá trong năm Thánh Giuse. Hôm nay chúng tôi xin phép trong ngày thứ tư kinh Thánh Giuse, chúng tôi lặp lại để cho anh chị em nắm cho nó vững. 15 cách để được lãnh ơn toàn xá trong năm Thánh Giuse. Đức Thánh Cha Francisco đã ký sắc lệnh cử hành năm Thánh Giuse. Trong năm này, người Công giáo sẽ có cơ hội nhận ơn toàn xá đặc biệt. Từ ngày 8 tháng 12 năm 2020 đến 8 tháng 12 năm 2021, người Công giáo có thể sử dụng nhiều cách để nhận được ơn toàn xá, bao gồm việc phó thác việc làm hàng ngày dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse hoặc đọc kinh Mân Côi trong gia đình. Những hành vi này phải đi kèm với việc xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng là những điều kiện thông thường để có được bất kỳ ơn toàn xá nào. Ơn toàn xá giải trừ mọi hình phạt tạm thời cho tội lỗi gây ra, phải đi kèm với việc sạch tội. Theo sắc lệnh do Tòa Ân Giải Tối Cao ban hành ngày 8 tháng 12 năm 2020, có 15 cách để nhận được ân xá trong năm Thánh Giuse. Thứ nhất, tham dự một khóa tĩnh tâm trong ít nhất một ngày, bao gồm một bài suy niệm về Thánh Giuse. Thứ hai, cầu xin Thánh Giuse chuyển cầu cho những người thất nghiệp để họ có thể tìm được việc làm xứng đáng. Thứ ba, đọc kinh cầu xin Thánh Giuse cho các Kitô hữu bị bách hại. Thứ bốn, phó thác công việc và hoạt động hàng ngày dưới sự bảo vệ của Thánh Giuse thợ. Thứ năm, noi gương Thánh Giuse thực hiện một hành vi thương xót nâng đỡ người khác về mặt thể xác. Ví dụ như cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho kẻ vô gia cư có nơi ở, thăm tù nhân, thăm bệnh nhân và chôn cất người chết. Thứ sáu, thực hiện hành vi thương xót nâng đỡ người khác về mặt tâm hồn, chẳng hạn như an ủi kẻ đau buồn, tư vấn cho kẻ hoang mang, hướng dẫn kẻ ngu dốt, khuyên răn kẻ tội lỗi, kiên nhẫn chịu đựng những sai trái, tha thứ cho kẻ xúc phạm mình, cầu nguyện cho người sống và người chết. Thứ bảy, lần hạt mân côi trong gia đình để tất cả các gia đình Kitô giáo có thể được kích thích tái tạo bầu khí hiệp thông thân mật, yêu thương và cầu nguyện giống như thánh già. Thứ tám, các cặp đính hôn cũng có thể nhận được ơn toàn xá khi cùng nhau lần chuỗi mân côi. Thứ chín, suy gẫm ít nhất 30 phút về kinh lạy cha. Bởi vì Thánh Giuse mời gọi chúng ta khám phá lại mối quan hệ hữu thảo của chúng ta với Chúa Cha, canh tân sự trung thành cầu nguyện, lắng nghe ý Chúa và đáp ứng với sự phân định sâu sắc. Thứ 10, đọc một kinh đã được chuẩn nhận để cầu xin cùng Thánh Giuse vào Chủ nhật Thánh Giuse là Chủ nhật sau lễ Giáng sinh theo truyền thống Công giáo Byzantine. Thứ 11, mừng lễ Thánh Giuse vào ngày 19 tháng 3 bằng một việc đọc Đức Kinh Thánh Giuse. Thứ 12, đọc một kinh đã được chuẩn nhận để cầu xin cùng Thánh Giuse vào ngày 19 của bất kỳ tháng nào. Mỗi tháng có ngày 19, đọc một kinh đã được chuẩn nhận, mà kinh được chuẩn nhận là kinh
Lạy ơn ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng người trong cơn gian nan, là kiểu là kinh Thánh Giuse bầu cử đấy. Thứ 13, tôn vinh Thánh Giuse bằng một việc đọc đức hoặc đọc một kinh đã được chuẩn nhận, như là kinh Thánh Giuse bầu cử. Vào ngày thứ tư là ngày truyền thống dành riêng cho Thánh Giuse. Mỗi ngày thứ tư chúng ta tôn vinh Thánh Giuse bằng một việc đạo đức hoặc đọc kinh Thánh Giuse bầu cử. Thì được ơn toàn xá. Thứ 14, cầu nguyện với Thánh Giuse vào lễ Thánh Gia 27 tháng 12. Và thứ 15, mừng lễ Thánh Giuse thợ vào ngày 1 tháng 5 bằng một việc đạo đức hoặc một lời kinh. Sắc lệnh do Đức Hồng Y Moro Piacenza ký nói rằng, như thế tất cả các tín hữu sẽ có cơ hội dấn thân với những lời cầu nguyện và những việc làm tốt đẹp để được sự giúp đỡ của Thánh Giuse, người đứng đầu gia đình Nazareth trên trời, mà được an ủi và xoa dịu những nỗi khổ đau lớn lao đang hành hạ con người và xã hội trong thế giới ngày nay. Người già, người bệnh và người hấp hối không thể ra khỏi nhà do đại dịch coronavirus cũng có thể đặc biệt nhận được ơn toàn xá bằng cách tín thác nơi Chúa mà dâng lên những đau đớn khó nhọc trong cuộc sống khi cầu nguyện với Thánh Giuse, là niềm hy vọng của người bệnh và là vị bảo trợ cho ơn chết lành. Sách lệnh lưu ý rằng trong trường hợp này, người đó phải có ý định hoàn thành càng sớm càng tốt ba điều kiện thông thường để được ân xá cùng với việc sạch tội. Tòa ân giải tối cao cho phép đọc bất kỳ kinh Thánh Giuse nào đã được giáo hội chuẩn nhận, đặc biệt là kinh Lạy ơn ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng người trong cơn gian nan. Và trong hoàn cảnh virus corona, chúng ta không thể đến nhà thờ được vì các nhà thờ phải đóng cửa, thì anh chị em ở nhà nghe lời Chúa rồi rước lễ cách thiêng liêng. Và sớm nhất khi nào có thể được thì nếu mình mắc tội trọng thì mình đi xưng tội. Vì mình không thể đến nhà thờ được và các trạm không được phép ngồi tòa giải tội trong hoàn cảnh đang lây nhiễm rất là nặng. Thì chúng ta ở nhà nghe lời Chúa, rước lễ thiêng liêng và ăn năn thống hối, làm những việc đạo đức như vừa kể, một trong 15 việc đó. Như là thứ tư hàng tuần và ngày 19 mỗi tháng. Như hai cái đó. Giờ đây, mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ tư sau Chủ nhật thứ 14 thường niên. Bài đọc 150, sách Sáng Thế, chương 41, câu 55 đến câu 57, chương 42, câu 5 đến câu 7, câu 17 đến 24. Bài trích sách Sáng Thế. Khi ấy toàn xứ Ai Cập bị đói và dân chúng kêu lên Pharaoh xin bánh ăn. Pharaoh nói với mọi người Ai Cập, cứ đến với ông Giuse, ông bảo gì các ngươi hãy làm theo. Khắp nơi trong xứ bị đói kém, ông Giuse mở hết các kho lúa mì và bán cho người Ai Cập. Nạn đói hoành hành trong đất Ai Cập. Từ mọi xứ người ta đến Ai Cập để mua lúa mì của ông Giuse, vì nạn đói hoành hành trên khắp mặt đất. Các con ông Gia-cóp xuống đất Ai Cập mua lúa vì đất Canaan bị đói kém. Ông Giuse bấy giờ có toàn quyền trong xứ và ông bán lúa cho toàn dân trong xứ. Các anh ông Giuse đến và cúi sấp mặt xuống đất lại ông. Vừa nhìn thấy các anh mình, ông Giuse nhận ra họ, nhưng làm như người xa lạ đối với họ và nói với họ cách cứng cỏi. Ông hỏi họ, các người từ đâu đến? Họ đáp, thưa từ đất Canaan để mua lương thực. Rồi ông giam giữ họ 3 ngày. Đến ngày thứ 3, ông Giuse bảo họ, các người muốn sống thì hãy làm thế này. Vì ta kính sợ Thiên Chúa, nếu các ngươi là những kẻ lương thiện, thì một anh em cứ phải chịu giam trong nhà tù này. Còn những người khác thì hãy ra đi, đem lúa về cho gia đình khỏi đói. Rồi các ngươi hãy đưa đứa em út đến cho ta. Bây giờ sẽ rõ là các ngươi nói đúng và các ngươi sẽ không phải chết. Họ đã làm như vậy. Họ bảo nhau, thà nồi chúng ta có lỗi với em chúng ta. Chúng ta đã thấy nó phải ngặt nghèo. Nó đã năn nỉ chúng ta nhưng chúng ta chẳng nghe. Chính vì thế mà chúng ta gặp cảnh ngặt nghèo này. Ông Ruven trả lời họ rằng, tôi đã chẳng bảo các chú thế này sao? Đừng phạm tội hại đến thằng bé. Nhưng các chú đã không chịu nghe. Bây giờ thì phải đền nợ máu đó.
Họ không biết rằng ông Giuse hiểu được vì giữa ông và họ có người phiên dịch. Bây giờ ông lánh ra chỗ khác mà khóc. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Tạ ơn Chúa gieo vạn tiếng đàn cầm, kinh mừng người gây muôn cung đàn sắt. Nào dâng Chúa một khúc tân ca, rạp tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng. Chúa đào lộn chương trình muôn nước, người pha tan ý định chư dân. Chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng người vãn kiếp trường tồn. Chúa để mắt trông nom người kinh sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, hầu cứu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 1 đến câu 7. Matthew 10, 1 đến 7. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em của anh. Ông Philip-phê và ông Bartolomeo, ông Tô-ma và ông Mát-thêu, người thu thuế. Ông Giacôbê, con ông An-phê và ông Ta-đi-ô. Ông Simon thuộc nhóm nhiệt thành và ông Giu-đa Iscariot là chính kẻ nộp người. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư trước khi nghe bài lời Chúa, chúng tôi có đã nói với anh chị em về 15 điều chúng ta có thể làm để kính thánh Giuse. Và ngày hôm nay trên các đài thánh Giuse đó, người ta hay ghi dòng chữ là hãy đến cùng Giuse. Có khi ghi bằng chữ, có khi chạy bằng điện. Hãy đến cùng Giuse. Điều đó trùng với bài đọc một hôm nay trong sách Sáng Thế, trong sách mà chúng ta vừa mới nghe, sách Sáng Thế chương 41 và chương 42. Lược bớt đi để cho nó đỡ dài về câu chuyện ông Giuse bị bán sang Ai Cập. Rồi câu chuyện nó dài. Khi mà người ta đói thì vua Ai Cập bảo là hãy đến cùng Giuse để được lương thực. Và sau này bên trong Tân Ước thì với thánh Giuse mà chúng ta thấy hình ảnh Ngài đây, người ta cũng ghi dòng chữ là hãy đến cùng Giuse, là từ câu lấy trong Cựu Ước ông Giuse và sang Tân Ước là thánh Giuse. Chúng ta lại đang sống trong năm đặc biệt kính thánh Giuse, từ mùng 8 tháng 12 năm 2020 đến mùng 8 tháng 12 năm 2021. Và Đức Thánh Cha đã cho chúng ta được có điều kiện rất thuận lợi để lãnh những ơn toàn xá trong những ngày mà chúng tôi vừa mới liệt kê, đặc biệt là ngày thứ tư hàng tuần và ngày 19 mỗi tháng. Hoặc là khi chúng ta nghe một bài chia sẻ về Thánh Giuse, hoặc là chúng ta lần chuỗi mân côi trong gia đình với nhau, hoặc là chúng ta tĩnh tâm với một bài chia sẻ về kinh lạy Cha trong vòng 30 phút, nghe giảng trong vòng 30 phút, thì có lẽ chúng tôi sẽ có những bài nói về kinh lạy Cha trong vòng 30 phút để đưa lên cho anh chị em, để bất cứ khi nào anh chị em nghe với tâm tình là lãnh ơn toàn xá với những điều kiện thông thường, thì chúng ta nghe suy niệm về kinh
lạy Cha trong vòng 30 phút thì được lãnh ơn toàn xá. Chắc chắn tôi sẽ làm điều đó thêm cho anh chị em. Còn Kinh Thánh Giuse và Kinh Cầu Thánh Giuse thì chúng tôi đã gửi lên mạng rồi. Thánh ông Giuse, thưa anh chị em, câu chuyện của ông Giuse cho chúng ta thấy một điều là Chúa biến sự dữ thành sự lành. Và Phaolô bảo rằng là đối với người có lòng mến Chúa thì mọi sự đều sinh ích cho họ. Giuse con ông Gia-cóp, Gia-cóp có 12 người con. Và Giuse và Benjamin là người em út làng. Hai người đó là con của một mẹ, còn 10 anh em khác là con một mẹ, là cùng cha và khác mẹ. Giuse được cha yêu quý vì gần gũi với cha, vì tính tình hiền ngoan. Chuyện đó đương nhiên thôi. 12 người con thế nào cũng có đứa mà người bố hoặc người mẹ thương hơn, vì nó hợp với mình hơn, nó chiều lòng mình hơn. Các anh em sinh lòng ganh tị, và nhất là Giuse lại vô tư vô tình kể giấc mơ của mình ra, là thấy 11 bó lúa quỳ lại một cái bó lúa ở ngoài cánh đồng, rồi thấy mặt trăng và 11 ngôi sao lại quay thờ lại một cái ngôi sao ở giữa. Anh em điên tiết lên bảo vậy thì nó rằng cả bố cả 11 chúng mình phải thờ lại nó, phải quỳ phục trước nó, cho nên sinh lòng ghen tị. Và thêm ông Gia-cóp là ông bố lại thương cả Giuse cách riêng, cho nên cái lòng ghen tị nó làm cho ông bị mờ hết lương tâm và mất hết tình nghĩa. Nên cái ghen tị, cái đố kỵ nó phá hoại cộng đoàn. Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh cái đó, nhất là trong đời sống cộng đoàn, đời sống linh mục tu sĩ. Đời sống linh mục tu sĩ thì những cái sự đố kỵ ghen tị làm cho đời sống của cộng đoàn nó bị chia rẽ, rạn nứt và đổ vỡ. Thì trong gia đình cũng vậy thôi. Thì khi mà Giuse đi ra đồng, anh em ra ngoài đồng thì Giuse được lệnh cha là đưa thức ăn ra. Các anh em thấy Giuse đến thì hè nhau mà giết. Nhưng mà thấy giết thì tội quá, cho nên là mới bảo rằng là thôi không có giết, nó máu nó đổ ra thì không nên, mới thả vào cái giếng cạn để cho nó chết dưới đó đi. Nhưng mà đang lúc bàn với nhau như vậy thì có đoàn thương gia đi qua và thôi không giết mà không thả xuống giếng, bán quách nó đi sang Ai Cập làm nô lệ là coi như biến mất. Rồi mới đi lấy cái con chiên thì con cừu gì đó giết, rồi lấy máu lấy quấn vào cái áo Giuse và đưa về báo cho cha là Giuse đã bị thu giữ ăn thịt mất rồi. Và khi Giuse bị bán sang Ai Cập như vậy, dù đã năn nỉ nhưng mà các anh em vẫn không thả. Lòng ghen tị nó làm cho con người ta không còn có lương tâm nữa. Ngay cả người em ruột của mình mà cũng đứt đoạn. Khi Giuse bị bán sang Ai Cập làm nô lệ như thế, thì có nhiều chuyện nó xảy ra với cuộc đời của Giuse. 3 chìm 7 nổi, 99 cái lênh đênh. Cuối cùng thì Giuse bị vào tù vì lý do là cái bà vợ bà thích Giuse mà Giuse không chịu, cho nên bà tố là Giuse sàm sỡ với ông chồng và ông chồng tố. Giuse bị bắt bỏ vào tù vì cái tội như thế. Và khi vào trong tù thì Giuse lại gặp hai ông quan cũng có những giấc mơ, thì Giuse giải mộng cho hai ông ấy. Một ông thì được phục hồi, một ông thì bị xử trảm. Thì khi ông được phục hồi, ông ấy được phục hồi xong thì ông quên mất luôn. Giuse lại nằm trong tù than thân trách phận buồn tủi. Đến lúc mà vua Pharaoh có cái giấc mơ, rồi không biết giải mộng làm sao, cả nước cũng không biết làm sao hết, quan bí hết. Cuối cùng lúc đó thì cái ông mà được phục hồi bị tù chung với Giuse mới giật mình nhớ rằng là có một người tù đã giải mộng đúng và mình đã được ra khỏi tù và được phục hồi trước như thế này. Vua mới vời Giuse đến để giải cái giấc mộng. Mà giấc mộng đấy Giuse nói rằng là 7 năm thì được mùa và 7 năm mất mùa. Cái giấc mộng đó ý nghĩa là như thế. Cho nên là vua khi mà 7 năm được mùa thì nên tích trữ lương thực để dành cho 7 năm mất mùa. Vua thấy Giuse giải mộng hay quá, mới cử luôn Giuse làm cái công việc đó, làm tể tướng và đặc biệt là thu lúa cho vào kho lẫm trong 7 năm được mùa, để đến 7 năm mất mùa thì phát cho dân. Thì chúng ta nghe đến cái chỗ mà ở hôm nay, chỗ mà mất mùa đó, thì dân Ai Cập đến, rồi những nước lân cận trong đó
có Gia-cốp và 11 anh em. Thì lúc đó ông Gia-cốp mới sai là mời anh em đi và để út là Ben-sa-min ở lại. Đến nơi thì ông Giu-se thì ông nhận ra là 10 anh em của mình. Nhưng mà 10 anh em thì làm sao mà nhận ra đó là thằng Giu-se ngày xưa mình bán nó. Vì Giu-se giả như là không biết tiếng Do Thái, chỉ biết tiếng Ai Cập, phải nhờ thông dịch viên. Nhưng mà thực ra ông ấy biết. Rồi ông ấy cho giam các anh vào trong 3 ngày. Sau đó 3 ngày thì ra mới tra hỏi, bảo là kể lại chuyện là chúng tôi có 12 anh em, một người thì đã bị trên Giu-se đó. Còn lại thằng út là Ben-sa-min đang ở nhà với ông bố. Nhưng mà Giu-se sợ rằng là người em út của mình, em của mình cũng bị bán hay là bị anh em giết giống như mình. Cho nên mới nghĩ cách là một người ở lại làm tin để cho 9 người kia, 10 vào, 9 người kia về. Có 10 người đi thì 9 người được về, còn một người giữ lại. Để lần sau mà đi sang thì phải đem thằng em út sang đây để chuộc này về. Để Giu-se biết chắc rằng em mình nó còn sống. Rồi mấy anh em lúc đó mới nói lại là thế này thế kia như chúng ta vừa mới nghe. Là rõ ràng là cái giấc mộng của Giu-se đúng là 10 anh em phải quỳ lại Giu-se. Thì khi mà ngày mai chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 2 của câu chuyện Giu-se. Ngày hôm nay đến chỗ mà những anh em đã phải quỳ lại Giu-se và Giu-se biết chuyện đó. Khi mà mấy anh em đi về đó, thì Giu-se cho nhiều hơn là những người khác. Nhưng mà anh em không biết đó là Giu-se yêu ái cho anh em mình. Nhưng mà vẫn lo sợ rằng là như vậy thì là do cái việc mình làm ác vì mình phải lãnh nhận cái hậu quả. Nhưng mà chưa biết rằng đó là Giu-se. Nếu mà biết Giu-se thì còn sợ cỡ nào. Thôi sợ như thế nào để ngày mai nói tiếp. Nhưng mà qua đó thì ta thấy rõ ràng là Giu-se nói một câu mà anh chị em mình đã ý thế này này. Họ không biết rằng Giu-se hiểu được vì giữa ông và họ có người phiên dịch. Bây giờ ông lánh ra chỗ khác mà khóc. Ông lánh ra chỗ khác mà khóc. Vì Giu-se được ơn Chúa ban như thế. Nhưng mà ông muốn chắc chắn là phải thằng em út của mình vẫn còn sống. Và rõ ràng qua cái việc này thì mình thấy rằng là Chúa đã sắp xếp mọi sự để cứu gia đình Gia-cốp cũng như là cứu cả cái dòng tộc đó. Vì nếu mà Giu-se không bị bán sang Ai Cập thì không thể nào mà có lúa mà ăn. Không ai đoán giải mộng và ai được 7 năm trúng mùa cũng ăn cho đã vào. Đến lúc mà 7 năm đói thì không còn gì cả. Nhờ có Giu-se cứu được cả đất nước Ai Cập và cứu được cả những dân xung quanh nữa, trong đó đặc biệt là gia đình của Gia-cốp. Và đó là chương trình của Chúa để cứu. Mà nó dài như vậy và nó tình tiết mà nó lắc léo như thế. Cho nên mới bảo là Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong. Đường thẳng thì Chúa vẽ một phát đi, không vẽ là cứ cái nét cong queo, nhưng mà cuối cùng vẫn đi đến đích. Thì con đường lòng thương xót Chúa cũng vậy thôi. Chúa nói rằng là cũng có lúc mà nó lên, cũng có lúc mà nó dường như là tan biến, không còn biết ai đích, biết đến lòng thương xót Chúa, bị cấm đọc kinh, gỡ ảnh tượng, mọi thứ. Nhưng mà có lúc bùng lên. Thì lúc lên, lúc xuống. Nhưng mà Chúa nói rằng là cuối cùng cái công cuộc lòng thương xót của ta cũng phải đến đích. Vẽ cái đường thẳng lòng thương xót bằng những nét cong. Cuộc đời của Giu-se cũng như thế. Và có thể cuộc đời của mỗi một người chúng ta cũng như thế, thưa anh chị em. Và điểm thứ hai mình suy nghĩ là Chúa dùng Giu-se, người trả ra gì cả, để làm những việc lớn lao vĩ đại như thế, cho mình thấy rằng không phải do tài năng đạo đức khôn khéo của Giu-se, mà hoàn toàn do lòng thương xót của Chúa. Không những là thương Giu-se mà qua Giu-se ơn phúc Chúa ban cho cả một đất nước và những dân tộc xung quanh nữa. Thế thì trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa chọn 12 tông đồ cũng vậy, cũng như Giu-se thôi, được Chúa chọn. Thì 12 tông đồ cũng là những con người ngư dân, là những người không có trình độ học vấn cao, không có chức tước địa vị gì trong xã hội, trong giáo hội, là người rất bình thường. Mà Chúa dùng 12 con người đó, sau này là Giu-đa thất cổ tự tử, thì có Mát-thi-a thay vào. 12 con người đó để làm công việc là loan báo tin mừng của Chúa đến cho
nhân loại, không phải là do tài cán, trình độ học vấn, đạo đức hay là lý lịch hay là gia phả, gia tộc gì hết, mà hoàn toàn là do lòng thương xót của Chúa đến trên các tông đồ và qua các tông đồ đó đến trên tất cả nhân loại, trong đó có chúng ta ngày hôm nay, anh, chị em và tôi. Và ngày hôm nay, Chúa cũng dùng tôi, anh, chị em, những người bất xứng, bất toàn, tội lỗi, yếu đuối, làm tông đồ của lòng thương xót Chúa để làm công việc là đi loan truyền lòng thương xót của Chúa đến cho những người khác. Mà ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu với anh chị em một cái phương tiện để loan truyền lòng thương xót Chúa, đó là cái radio lòng thương xót Chúa hay là máy nghe giảng lòng thương xót Chúa. Chúng tôi bắt đầu phát hành vào đầu tháng 7. Đây là tập 2 năm 2021. Tập 1 chúng tôi đã phát hành xong, còn lại một ít những anh chị em nào cần thì chúng tôi còn khoảng 1.000 máy nữa để cho những anh chị em chưa có tập 1. Và tập 2 đây thì anh chị em nào cần thì xin liên lạc trực tiếp với chúng tôi để gửi cho những người vùng sâu vùng xa, những người dân tộc, những người ngoại đạo, những người tôn giáo bạn, những người nghèo khó, những người đau ốm bệnh tật, nhất là liệt giường liệt chiếu và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta làm công việc đó. Chúa dùng những con người bất toàn yếu đuối như tôi, như anh chị em đây, để loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa đến không những ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Những anh chị em ở nước ngoài, bây giờ họ cũng làm cái công việc đó. Mỗi ngày họ nhận được 4 món ăn tinh thần, họ thưởng thức, họ đón nhận, đồng thời cái ơn phúc đó không giữ cho riêng mình, nén vàng đó không giữ lại mà phải sinh lợi 5 hoặc 10 nén khác bằng cách gửi bài đó đi cho những người khác. Dĩ nhiên, có những người đón nhận, có những người không đón nhận. Giống như hạt giống có khi nó rơi vào đất tốt, mà có khi vào đá sỏi, có khi vào bụi gai, có khi rơi vào vệ đường. Có những người thờ ơ, có những người còn mắng vốn. Hết chỗ rồi, không có gửi nữa. Không có giờ mà nghe. Ngày nào cũng gửi đầy rồi. Mắng vốn. Trong khi đó anh em chúng tôi làm rất là vất vả. Ngày cả 12 tiếng đồng hồ. Công sức tiền của đủ mọi thứ, nhưng mà cái điều quan trọng không phải là cái đó, điều quan trọng là cái hiệu quả mà chúng tôi lãnh nhận được thì không phải là do bởi công sức hay là khả năng tài cán gì cả, mà hoàn toàn do quyền năng lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa nói Faustina là đây là công cuộc của ta, đây là công việc của ta, chứ không phải là công cuộc của con hay công việc của con mà con hãnh diện hay là cảm thấy vui hay là buồn khi mà thành công hay thất bại. Vì đó không phải công việc của con. Con là người được ơn của ta là cộng tác vào công việc đó, như là các tông đồ được cộng tác vào công việc loan truyền tin mừng của Chúa. Và nhờ các tông đồ mà ngày hôm nay chúng ta mới lãnh nhận được tin mừng ấy. Cũng như thế, chúng tôi nhận được lòng thương xót của Chúa từ những anh chị em khác cho chúng tôi biết. Từ bên Mỹ gửi những tư liệu về, rồi từ những người giáo dân chia sẻ ra, rồi chúng tôi đón nhận, rồi chúng tôi cầu nguyện, tôi được ơn và chúng tôi tạ ơn Chúa bằng cách là nói cho mọi người, chia sẻ cho mọi người, giới thiệu cho mọi người để họ chạy đến với lòng thương xót Chúa, để họ cũng lãnh nhận được ơn phúc nơi lòng thương xót Chúa, ơn thánh hóa, ơn chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn và ơn được tiếp tục ra đi loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa đấy. Như xe cuộc đời trải qua những khó khăn, những thử thách, thì cuộc đời của các tông đồ cũng thế, và cuộc đời của những tông đồ lòng thương xót, những người loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa ngày hôm nay cũng không hơn gì đâu, thưa anh chị em. Cũng 3 chìm 7 nổi, 99 cái lênh đênh, nhất là trong hoàn cảnh này đây. Mọi cái đều ngưng hết. Tôi nhắn tin cho ai cũng bảo nằm chờ chết thôi cha, hay là nằm chờ thôi, không làm gì được hết. Bây giờ tôi gửi cái máy này đến, ai cũng ngạc nhiên bảo sao trong hoàn cảnh này mà cha vẫn còn làm được. Người ta còn không có cơm ăn. Tôi nói họ còn thiếu một món ăn còn hơn cả cơm nữa, vì người ta sống không bởi cơm bánh mà còn bởi lời Chúa. Tại sao không thấy rằng bây giờ họ không được đến nhà thờ, họ không được đi tham dự thánh lễ, thì họ cũng không được nghe giảng, không được đón nhận lời Chúa và không nhận được thánh thể của Chúa. Vậy thì họ đang đói khát mà, họ đang như những con chiên bơ vơ mà. Họ đang ở nhà không tiếp xúc được với ai mà. Thế thì tại sao mình giúp họ về vật chất mà quên một phần là tinh thần à? Người ta sống không nhờ cơm bánh mà còn sống nhờ lời Chúa nữa à? Cho nên phải làm, bất cứ giờ nào cũng làm.
làm cái này nó trầy trụa vô cùng, vất vả vô cùng, cũng nhục nhã vô cùng. Phải chạy vậy, phải năn nỉ làm đủ mọi cách để có thể có được cái này. Mà đó là ơn Chúa. Càng khó khăn thử thách bao nhiêu thì chúng tôi càng thấy rằng ơn Chúa. Và Chúa nói Phao-lô rằng ơn ta đủ cho con. Ơn ta đủ cho con. Tôi xác tín được điều đó và chúng tôi xác tín được điều đó để xin chia sẻ với anh chị em qua lời truyền cầu của Thánh Giuse, Thánh Gioan Phao-lô II, Thánh Faustina và đặc biệt là Đức Maria mà có được những món quà này được gửi đến anh chị em để chúng tôi làm được công việc mà Chúa mời gọi chúng tôi là ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Mình chị em cùng thinh lặng chuẩn bị tâm hồn để rước Chúa thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thanh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Chỉ biết.